Tao nói cho mày biết nhá, tao lên công ty tao tìm, rồi tao về nhà tao tìm mấy cái đống rác rồi để mày cất mày giấu ở dưới gầm giường gầm tủ đây đúng không? Về tao hỏi mày. Mày nói bé thôi, gọi cho bao nhiêu người? Con này con nào? Mày bé thôi. Con này con nào? Con Huyền. Con nào đây? Con Giang. Con này nữa. Tên con nọ thật. Giang. Đại Giang. Đại Giang. Mày quên hai con Giang cùng lúc. Con này Hương Giang, con kia là Minh Giang. Minh Giang. Con này nữa, con nào? Rồi con mai anh thôi đúng không? Con nào? Đừng lên quá. Mày theo dõi tao đây à? Tôn trọng quyền riêng tư của tao đi. Con này con nào đây? Mai. Tao không trọng quyền riêng tư của mày đâu. Bây giờ mới tao hỏi mày. Tao hỏi mày. Bỏ tay ra. Mày cất cái gì đấy? Bỏ ra, không có gì cả. Bỏ ra. Là con nào đây? Con Hồng. Hồng. Bỏ tay ra. Bỏ ra. Bỏ. Huyền Mai Hồng rồi. Nhanh. Bắt thả mấy tay. Hồng điện thoại Hồng. Con nào đây? Nhung. Nhung. Cái gì? Nhung á? Ai cho mày quen con làm thế nào vậy hả? Bé thôi, bao nhiêu người ngoài kia? Thôi bây giờ này nhá. Trong người mày có gì mày lốt hết tay, tao không muốn lộn đậy chân mày. Tao có gì tao hơi hết ra rồi. Hay là bây giờ mày muốn tao lột sạch quần áo mày cho mày trần chuồng mày đi ra khỏi quán. Hay là bây giờ mày muốn nhà nào? Anh khoái. Trước giờ anh đã lừa em cái gì đâu? Bỏ ra, tao không đùa. Không có. Tao không đùa với mày, mày có bỏ ra không? Giờ này có một khổ ra. Sẽ cứ quánh mũi chứ. Còn cuối cùng thôi, còn nữa. Còn. Không còn nữa. Bỏ hết ra. Nhưng trước giờ anh đã lừa em cái gì đâu? Em tin tao, anh đâu. Tao nhìn thấy một cái máy dưới đất rồi. Tao nhìn thấy một cái máy dưới đất rồi. Bỏ ra. Tao nhìn thấy được mày không? Hết rồi. Tao bảo con. Em phải tin anh. Anh nói thật, đây là điều cuối cùng rồi. Anh chưa lừa em bao giờ cả. Thế cái máy tao mua cho mày đâu? Cắm. Cái máy tao mua mày đâu? Hả? Bây giờ còn đúng cái này để anh nhắn tin cho em hàng ngày cơ mà. Tao thất vọng mày lắm. Đây. Mày cái gì? Nó nhìn thấy rồi.